Tùng bảo ra đây chơi. Thích Mạnh Tùng á? Ý bảo mua là mua. Đâu ra đâu? Đưa nhắn em. Anh vừa nhắn nó bảo vừa qua lại. Xin chào mừng tất cả quý vị và khán giả, chúng ta được quay trở lại với giải bóng đá Đồng Hương Hậu Lộc lần thứ 8 năm 2022. Đây sẽ là lượt trận thi đấu ở khung giờ 10 giờ giữa cao thủ Hưng Lộc trong trang phục áo xanh quần xanh sẽ đối đầu với cao thủ Lộc Sơn trong trang phục áo xám quần xám. Này thì cầu thủ Hưng Lộc ra sân với số 21 Đức Nhâm, số 72 Văn Thiều, số 7 Văn Ngọc, số 15 Văn Hùng, số 26 Văn Đạt, số 3 Trọng Duy. Đó là 7 cái tên trong đội hình ra sân. 6 người. Thả bóng lên rất xa dành cho các cầu thủ bên phía Hưng Lộc. Bóng đến được với vị trí. Cơ hội qua người rất hay nhưng chưa thể tung ra được cú dứt điểm. Còn với bên phía Lộc Sơn, hôm nay họ ra sân với cầu thủ mà số 19 Quang Thiềm, số 21 Việt Hoàng, số 8 Văn Quang, số 9 Sinh Trung, số 18 Bá Quyền, số 4 Anh Linh và số 6 Đỗ Phước. Đó là những cái tên, 7 cái tên trong đội hình ra sân của các cầu thủ bên phía Lộc Sơn. Hôm nay thì Hưng Lộc với Lộc Sơn sẽ đối đầu với nhau. Hai đội bóng chưa có quá nhiều những lần tham dự bên phía giải đấu Đồng Hương Hậu Lộc của chúng ta. Với Hưng Lộc thì họ có cho mình 4 năm liên tiếp tham dự với những cái tên khác nhau như Rượu Quầy cũng với Hưng Phát. Nhưng năm nay họ đã đưa về với cái tên đúng như ở xã quê hương của mình, đó là xã Hưng Lộc. Với việc những kết quả ở 4 lần liên tiếp tham dự không phải là quá tốt thì Hưng Lộc chắc chắn đến với giải đấu năm nay với một quyết tâm cao hơn, một tầm chứng tỏ bản thân. Cắt bóng tốt. Lên bóng dành cho cầu thủ bên phía Hưng Lộc. Cơ hội có thể tung ra cú dứt điểm. Không vào. Liên tục là những tình huống tranh chấp dành cho của cả hai đội. Còn với Lộc Sơn thì đây mới là lần thứ hai họ tham dự giải đấu này. Lần đầu tiên thì vào năm 2019 khi mà họ bị loại ngay ở vòng bảng. Và với việc lần thứ hai thì đến với giải đấu này thì chắc chắn Lộc Sơn sẽ muốn có cho mình những kết quả tốt hơn, những kết quả khởi sắc hơn ở giải đấu Đồng Hương huyện Hậu Lộc năm nay. Và lần đầu tiên họ tham dự thì họ cũng đã gặp Hưng Lộc ở vòng bảng. Với cái tên cũ là Rượu Quề thì ở lần gặp trước đó, các cầu thủ Lộc Sơn họ là những người có cho mình kết quả buồn hơn khi với để thua với tỷ số là 3-1. Và chắc chắn đến với trận đấu này, các cầu thủ bên phía Lộc Sơn họ sẽ muốn có cho mình một kết quả tốt hơn, một sự trả thù ngọt ngào cho năm 2019. Bóng vẫn đang dành cho cầu thủ Hưng Lộc.
Nhắc nhở. Hoàn Định ơi, khởi động kỹ vào đây. Nhắc nhở. Đập nhà. Dưới ơi, sâu quá em ơi. Rất tốt. Đây là vị trí của Việt Hoàn. Mở cánh. Tình huống lên bóng là hơi vội vàng với đường chuyền đến từ vị trí của Anh Linh. Cắt bóng tốt. Một tình huống can thiệp tốt đến từ vị trí của Trọng Duy. Bóng đưa về dành cho trung vệ bên phía Lộc Sơn. Vẫn đang là những tình huống tranh chấp rất tốt đến từ vị trí của Trọng Duy. Pháp đi rồi. Nhìn sau mất sau kìa. Không cài người trước, cài người trước. Đường bóng rất dài lên phía trên dành cho vị trí của Văn Ngọc. Rất nỗ lực. Lộc Sơn đang cho thấy ở lần quay trở lại này thì họ đang có những nhịp thi đấu là rất tốt. Một đường chuyền dài nguy hiểm. Bóng vẫn còn. Hòa người quay và một tình huống phải cắt còi đến từ trọng tài. Thì mà đó là một pha phạm lỗi khá nguy hiểm. Sẽ có một quả phạt dành cho các cầu thủ bên phía Lộc Sơn. Đá phạt dành cho cầu thủ Lộc Sơn. Rất nguy hiểm, không vào. Đó và phối hợp tốt đến từ các cầu thủ áo xám. Người vừa tung ra cú dứt điểm cuối cùng trong đội hình cầu thủ Lộc Sơn đó là vị trí của Phạm Bá Quyền. Đáng tiếc rằng Bá Quyền đã không thể đưa được trái bóng vào mảnh lưới trong tình huống vừa rồi. Bứt tốc. Cắt bóng rất tốt. Một tình huống lăn xả đến từ vị trí đó là có lẽ đó là của Văn Quảng. Để mà vào đây, hãy vào. Lên bóng dành cho thủ Lộc Sơn, qua người rất hay. Ơi, bên này đừng vào giữa nhiều. Đá bên nhiều hơn đi, đừng có vào.
cắt bóng tốt, lên bóng dành cho cầu thủ bên phía Hưng Lộc nhưng mà không thành công. Đường chuyền dài. Tốt. Không qua được. Anh em ơi, đi vào đây. Ý của Đức Trọng. Anh lên. Dứt điểm không vào. Anh ơi, ăn sớm đi. Đó một cú dứt điểm rất nguy hiểm. Góc. Thế bóng rồi. Bóng hết rồi. Cú dứt điểm nó chỉ mang về không, nó còn không mang về cho cầu thủ Hưng Lộc thêm một tình huống phạt góc nào cả. Một tình huống mà cầu thủ bên phía Lộc Sơn họ sẽ được là những người kiểm soát bóng. Đủ người Hùng vào. Cả người ơi. Hùng lui, chạy lui ấy. Hết rồi. Phá bóng không thành công. Cắt bóng tốt đến từ vị trí Văn Quảng. Hùng ép vào. Chạy đi. Ngọc ơi. Thọc. Ngọc chạy thọc xuống. Ngọc ơi, đúng rồi. Đưa bóng căng ngang không thành công. Dứt điểm không vào. Một tình huống phối hợp là hay đến từ cầu thủ bên phía Hưng Lộc. Những người dứt điểm cuối cùng trong tình huống vừa rồi là vị trí của Văn Thái. Loại bóng đi quá thiếu chính xác. Rồi, biết rồi. Nhanh nào. Những tình huống áp lực đang là rất tốt đến từ cầu thủ Hưng Lộc. Tốt. Giữ bóng em ơi. Cả ngang. Tình huống cả ngang thì không thể có cú dứt điểm trong tình huống vừa rồi. Lấy bóng là quá hay. Cơ hội dứt điểm. Vẫn còn. Đó là bàn thắng nâng tỷ số lên thành 1-0 dành cho cầu thủ Hưng Lộc. Một tình huống lấy bóng quá tốt đến từ vị trí của Văn Ngọc, sau đó là đường kiến tạo dành cho Văn Thái. Và nó mang về bàn mở tỷ số dành cho đội bóng áo xanh. Một không. Tỷ số của trận đấu của chúng ta đã được mở ở ngay những phút thi đấu giữa hiệp thi đấu thứ nhất. Và đó là những phút thi đấu mà Hưng Lộc bất ngờ có cho mình bàn thắng sau những phút mà họ chưa thể tìm ra được phương pháp để tiến gần hơn so với khung thành của Lộc Sơn. Đánh.
Và giờ đây Lộc Sơn đang là những người gặp những sự bất lợi khi họ đang dễ lập lại một tỷ số, một trận thua so với năm, so với lần thứ nhất họ tham dự. Nhưng thời gian là còn rất nhiều dành cho cầu thủ Lộc Sơn. Họ không việc gì phải quá vội vàng khi giờ đây mới là thời gian nửa hiệp thi đấu thứ nhất mà thôi. Tiếp tục là những cú dứt điểm. Vẫn còn. Tiếp tục. Dứt điểm. Ba cú dứt điểm liên tiếp. Ba cú dứt điểm liên tiếp hướng về phía khung thành của các cầu thủ bên phía Lộc Sơn. Và bàn thắng thứ hai đến với các cầu thủ bên phía Hưng Lộc. Rất nhanh, những cú bắn phá liên tục. Và bàn thắng nó đến một cách quá bất ngờ. Tưởng chừng như rằng những chiếc bóng áo xám đứng trước khung thành vừa rồi có thể ngăn cản đi những cú bắn phá từ xa. Nhưng không ngờ nó mang về, nó lại vẫn mang về cho cầu thủ Hưng Lộc thêm một tình huống nhân đôi cách biệt lên thành 2-0. Đá phạt thuộc về dành cho các cầu thủ bên phía Hưng Lộc sau một tình huống mà có lẽ bóng đã chạm tay một cầu thủ bên phía Lộc Sơn. Trọng Duy là người đứng trước pha đá phạt này, một tình huống phối hợp không thực sự là tốt 100%, nhưng vẫn có thể tung ra một cú dứt điểm nguy hiểm đến từ vị trí của Văn Thái. Bóng đi hơi đáng tiếc rằng nó không hướng được thẳng về phía khung thành của cầu thủ Lộc Sơn. Nếu không đó cũng sẽ là một tình huống rất nguy hiểm mà Văn Thái tạo ra. Cắt bóng tốt đến từ Trọng Duy. Vẫn còn. Rất hay, lấy bóng lại tốt, có thể tung được cú dứt điểm. Chúng ta cùng xem quyết định trọng tài, có lẽ đó là bàn thắng nâng tỷ số lên thành 3-0. Quá nhanh, các cầu thủ Hưng Lộc đẩy cao tốc độ ở những phút giữa hiệp thi đấu thứ nhất. Đó là những phút mà Hưng Lộc đang tỏ ra họ vượt trội quá nhiều. Lên bóng dành cho cầu thủ bên phía Hưng Lộc. Dứt điểm. Vẫn là tình huống cắt bóng tốt, tranh chấp rất quyết liệt, bóng vẫn còn trong sân. Có thể dứt điểm. Cơ hội. Lợi thế là đang là quá nhiều dành cho các cầu thủ bên phía Hưng Lộc khi ba bàn đến quá nhanh ở trong những phút giữa hiệp thi đấu thứ nhất.
đội bóng không tốt. Đường chuyền dài lên phía trên. Đội bóng tốt. Vẫn đang là Văn Ngọc. Đưa bóng ra không thành công đến từ vị trí của Văn Ngọc. Đường chuyền dài nhưng mà đỡ bóng là không thành công. Đường chuyền quá mạo hiểm đến từ vị trí của Văn Thiểu. Làm tưởng là khá hay đến từ vị trí Văn Thái. Bóng vẫn còn. Nó còn dành cho cầu thủ Lộc Sơn. Phạm lỗi. Một tình huống phạm lỗi và sẽ có một quả phạt thuộc về dành cho cầu thủ Lộc Sơn. Có thể tung ra cú dứt điểm thẳng. Phản công dành cho thủ bên phía Hưng Long. Nỗ lực là không thành công. Quá người hay. Đừng nhầm. Đường chuyền tốt của Đức Nhâm dành cho vị trí của Văn Thái. Rất tốt. Vẫn đang là cầu thủ bên phía Hưng Lộc. Bận thi.
Đầu vàng cười gì đấy, đầu vàng. Dứt điểm. Bóng vẫn đang thuộc về dành cho cầu thủ bên phía Hưng Lộc. Tranh chấp và có lẽ tiếng còi trọng tài được vang lên, lỗi thuộc về dành cho vị trí của Văn Thiểu. Và một chiếc thẻ vàng cũng đã được trọng tài rút ra sau tình huống vừa rồi. Đào quay đi quay lại. Hành vi quá xấu. Một tình huống mà Văn Thiểu vẫn phải nhận cho mình chiếc thẻ vàng. Đẩy bóng tốt. Hội triển khai bóng dành cho cao thủ bên phía Hưng Lộc. Qua người hay. Tiếp tục một tình huống đá phạt nhanh đến từ cầu thủ Lộc Sơn. Nguy hiểm. Có lẽ đã có một tình huống mà phạm lỗi với thủ môn trong tình huống vừa qua. Đang có một cầu thủ bên phía Lộc Sơn đang bị đau. Có lẽ đó đang là vị trí của số Đỗ Nguyễn Đỗ Phước. Bóng đang thuộc về dành cho thủ Lộc Sơn. Cứ bóng quá nguy hiểm, dứt điểm không vào. Đó là pha dứt điểm rất nguy hiểm, một tình huống mất bóng hớ hênh đến từ các cầu thủ bên phía Hưng Lộc. Nhưng trong tình huống vừa rồi, dứt điểm tiếp tục. Đang là liên tục những tình huống mất bóng ở khu vực ngay trước vòng cấm địa của cao thủ Hưng Lộc. Những tình huống mà họ không nên để xảy ra. Tuy đang có lợi thế dẫn trước với tỷ số là 3-0, nhưng những tình huống sai lầm là những thứ mà các cầu thủ đều không nên để nó xảy ra. Nếu không thì những bất ngờ đều có thể diễn ra một cách không thể ai lường trước được. Dứt điểm. Và dứt điểm nguy hiểm. Tiếp tục là phạt góc, nó sẽ dành cho cầu thủ Hưng Lộc. Không thành công. Cơ hội phản công. Vẫn đang là cầu thủ bên phía Hưng Lộc. Cơ hội phản công. Cơ hội để Văn Thái. Quá đáng tiếc khi mà Văn Thái trong tình huống vừa rồi đã không thể nào chạm được tới trái bóng. Đường truyền khá nguy hiểm. Đường căng ngang không thành công, nhưng có lẽ bóng sẽ vẫn còn dành cho cầu thủ bên phía Hưng Lộc. Dứt điểm. Và đồng thời lúc này thì tiếng còi kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất cũng đã được vang lên. Chúng ta sẽ cùng nghỉ trong ít phút để đón chờ hiệp thi đấu thứ hai.
Chúng ta quay trở lại hiệp thi đấu thứ hai. Hiệp thứ hai nơi mà cầu thủ Hưng Lộc đối đầu với cầu thủ bên phía Lộc Sơn. Ở hiệp thi đấu thứ hai thì cầu thủ Hưng Lộc họ sẽ sở hữu phần sân bên phải màn ảnh của chúng ta với trang phục áo xanh quần sạch. Và ngay lập tức đây là cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Cơ hội đầu tiên ở hiệp thi đấu thứ hai. Và số 12 bên phía cầu thủ Hưng Lộc. Đó là vị trí của Việt Hoàn. Việt Hoàn ngay ở cú sút đầu tiên, ở những phút đầu tiên của hiệp đấu thứ hai thì Việt Hoàn đã nâng tỷ số lên thành 4-0 dành cho cầu thủ Hưng Lộc. Tranh chấp với tiếng còi trọng tài được vang lên. Lên bóng không thành công. Có cơ hội dứt điểm. Không vào. Bóng vẫn còn. Quả người hay. Một tình huống phá đã biên an toàn đến từ vị trí của Trọng Duy. Rất hay. Các cầu thủ bên phía Hưng Lộc họ có quá nhiều bàn thắng để có thể yên tâm trong trận đấu này, vì vậy họ đang chơi với một tâm lý quá thoải mái. Mẹ cô nên phải chơi qua em ơi. Tốt rồi. Quá nguy hiểm, một tình huống phạm lỗi và có lẽ trọng tài rút ra một chiếc thẻ vàng trong tình huống này. Đường bóng tấn công.
Một tình huống được rút ra. Giữ thẻ vàng dành cho cầu thủ bên phía Lộc Sơn. Không, thủ môn không quan trọng, em phất lên. Thủ môn an toàn là quan trọng nhất. Trong giải này mình vừa luyện tập cái đội này nó khác, cái đội khác là không ai nhớ. Quả nó hơi bóng đưa bóng lên hơi cận chân. Không phải phất lên một quả này. Tức là nó chuyển cái quả trước đang thủ về. Rất nguy hiểm vào! Bàn thắng thứ 5 dành cho cầu thủ Hưng Lộc. Đúng 7 không đấy? 7-7-7-2. Một tình huống dứt điểm quá bất ngờ, nó định trở thành bàn thắng dành cho cầu thủ Hưng Lộc. 7-2 Ngọc Kiều. Tỷ số được nâng lên thành 5-0. 7-2 Ngọc Kiều. Kiều. Chặn lại em ơi. Hai đứng đấy. Đào đi chân thôi. 5-0. Đội bóng anh ơi, đội bóng nhá. Thêm một tình huống phạt góc nữa dành cho cầu thủ bên phía Lộc Sơn. Có cơ hội tung ra cú dứt điểm. Cơ hội. Tài rồi, ngay tài, không. Nghe tài em ơi. Nghe tài, tập trung nghe tài, kệ đi. Ông kế vợ cho anh Đồng nghe bác. Hả? Anh Đồng sao ông để phải thế lên kế vợ vậy? Trời đất, bác hỏi nó cái gì chịu. Chịu thôi bác. Sẽ đá phạt thuộc về dành cho thủ Lộc Sơn. Đấy như đẩy người xa lên. Cú sút bóng đi khá khó chịu. Có còi về giá. Số 3. Tiếp tục là một tình huống thực hiện, có lẽ thực hiện lại pha đá phạt. Dứt điểm. Hai. Tiếp tục những tình huống lăn xả bảy người liên tục đến từ thủ thành bên phía. Bên phía các cầu thủ Lộc, bên phía của Hưng Lộc. Okay. Rồi nhá. Sao em ơi, đẩy về Duy đi. Đừng có dễ, đẩy Duy đi. Đúng rồi. Chạy thấp xuống em đã. Đánh chạy thấp xuống em. Ba lên. Này, từng cái nắp chai mà. Trông thương người mà làm nóng yếu thuốc. Ôi. Ok em ơi. Những tình huống áp lực là liên tục đến từ các cầu thủ bên phía Lộc, bên phía Hưng Lộc. Nhưng giờ đây sẽ một quả phạt dành cho Lộc Sơn từ khu vực sân nhà. Cắt bóng tốt. Đúng rồi. Lên. Cắt bóng an toàn. Chậm nào, giãn ra. Đúng rồi, ra cánh, đúng rồi. Đây đi em, cứ dẫn. Tuấn đi. Chọc khe không thành công. Về. Cầm bóng mẹ cả, có khoảng không hơi thốc lên. Thằng Hoàng nó chạy. Đích ơi, người rồi. Trung chuyển quả bóng cho thằng Thái, quả nó trong một nhịp nữa mẹ là hắn lên. Đi này. Quả nó cầm luôn được anh ạ. Thằng Hoàng nó chạy rút rồi. Cầm một khoảng không. Nó cầm hoặc là trung chuyển cho quả đây, trung chuyển cho Thái, quả đây Thái bật lại ra đây. Nó bắt đầu thằng kia nó dừng lại cái là bóng thoải mái không? Có thằng em hút người dần về, cứ cầm bóng lên. Cầm lên mà hút, thằng kia đang hút. Thằng kia đang hút, thằng kia đang hút. Thằng kia đang hút. Một pha phạt góc thuộc về dành cho các cầu thủ Lộc Sơn. Họ vẫn chắc chắn sẽ vẫn muốn tìm cho mình
ít nhất là bàn gỡ. Tình huống trời tay phải nhận chiếc thẻ vàng với tình huống thiếu chuyên nghiệp trong tình huống vừa rồi. Sơn mà. Không thành công. Đây 6 vừa vào. Nhầm đấy, em nhầm đấy. Có vào đây. Thế là nhầm không phải 6 đây 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 phải là số 6 8 chứ. Lên bóng dành cho thủ Lộc Sơn. Số 8 ra đúng không? Thế đây đây em lên ra 2 nhầm. Quả người tốt. Vẫn còn. 8 ra đúng rồi, phải số 7 vào. Không phải số 8 ra, số 8 ra số 6 vào đúng không gì? Thì bây giờ số 6 ra. Số 6 ra, số 5 vào. Đúng không vậy? Có anh bảo số 3 ra, à, số 3 vào. Không, số 3 vào thì đúng rồi, nhưng mà bây giờ số 6 ra. Đây, 6. 6 ra. Hay cho đây là 6 ra. 6 ra rồi. 6 đang còn đấy kìa. Ôi, đấy là anh 2 vào. Anh 2 số 6 à? Đây là anh 2 số 6 hay sao? Nãy em cũng nghe 6 ra 3 vào. Đúng rồi, anh kia anh đến đây anh bảo là 6 ra 3 vào rồi. Là số 6 này, có 1 thằng số 6 ấy mày. Đâu nữa, thằng này có số 6 à? Đánh đầu. Dùng phá bóng khá an toàn. Tốc độ cơ hội dành cho cầu thủ Hưng Lộc. Và đỡ bước 1 là không tốt. Quân thay quân luôn vào đi. À 6 vừa quân thay khái này. 2 số 6, 2 số 6 loạn đi. 6 công này vừa vào, 6 công này vừa vào. Có tên cái áo họ là biết. Đấy, cái ông em cao này. Em là số 86. Ông bảo viên đội. Bên đó có cái ông cao cái tên là gì? Đây xem tên. À không có tên. Ông số 6 có ý bảo là 12 giờ ông ấy báo bạn nhưng mà chuyện nghĩ có làm không ấy để bạn. 5 phút nữa thay người, mình 5 phút nữa thay nhá. Thẻ vàng này. Thiếu ơi, mình 5 phút nữa thay nhá. 6 thẻ vàng này, 6 này ra mà. Trận đấu vẫn đang tiếp tục với những lợi thế là quá lớn dành cho các cầu thủ bên phía Hưng Lộc. Rất tốt. Đưa bóng an toàn lên trên. Bóng vẫn đang dành cho cầu thủ Lộc Sơn. Rất tốt. Khoảng trống để tung ra cú dứt điểm. Không thành công. Và một tình huống trọng tài đã có một tiếng còi. Một tình huống đá phạt thuộc về dành cho cầu thủ Lộc Sơn ở một cự ly rất nguy hiểm. Với một góc sút hoàn toàn có thể là bàn thắng rút ngắn tỷ số dành cho cầu thủ Lộc Sơn. Một tình huống đá phạt nhanh. Đường truyền dài rất hay. Cơ ơi. 6-0 không thành công. Đã không có con số 6 được hiện lên bảng tỷ số dành cho cầu thủ Hưng Lộc trong tình huống vừa rồi. Hết tình huống
này thay người nha. Lòng người cao hơn tí nữa thì đẹp. Không giới hạn. Đấy. Hôm anh hợp với bao nhiêu người? Hôm anh đi hợp là thay được bao nhiêu người? Thay được mấy người rồi? Mới có 2 người, 3 người mà. Thay 7 người. 7 người. Luật chơi sân là 7 mà. Có cơ hội dứt điểm. Mà là theo quy định như thế. Rất nguy hiểm vào. Đúng đấy, rằng một bàn thắng thứ 6 đến với một kịch bản có lẽ không ai ngờ tới. Điều bóng lên là rất an toàn. Một chiến thắng quá đậm dành cho cao thủ bên phía Hưng Lộc. Có lẽ những giây phút tiếp theo thì Lộc Sơn chỉ có cố gắng tìm bàn gỡ mà thôi. Có bàn thắng thứ 7 hay không? Không vào. Một tình huống mà bàn thắng thứ 7 không đến với các cầu thủ Hưng Lộc. Đưa bóng vào trong, dứt điểm thiếu chính xác. Vẫn còn bóng dành cho cầu thủ Lộc Sơn. Rất tốt. Cơ hội. Đưa bóng ra tuyến 2. Anh biết dô vụ không? Đâu rồi? Sao ông làm poster này vậy? Hay làm đấy. Hưng ơi, còn có 5 phút nữa thay thêm người đi. Hưng ơi. Hưng ơi. Thay Đức hàng nào thì theo bên đó. Trước còn mượn các chơi của cái gì đấy đi đâu bóng. Cái quán đạm quán là chính thương. Đức vào thiệu. Xong để rồi thay góc. Thái vừa thay xong. Cho đặt vào thay thiệu, đặt thay thiệu. Biết rồi thằng Đạt à? Không. Đặt vào sân này. Giữa không thành nữa. Chiều ta thay chiều bị thẻ rồi. Ta thay chiều. Đạt đây vào thay chiều đi. Lên bóng dành cho cầu thủ Hưng Lộc. Chiều nó bị thẻ rồi. Lỡ mày mà thẻ nữa. À Sơn thay gì nữa Sơn? Sơn luôn thay gì? Đổ. Thay cứ thay đủ luật người. Cho Sơn thay gì nữa. Thay luôn hai cầu thủ luôn. Quá nguy hiểm. Cơ hội. Tám vào. Đúng rồi mày đâu. Cơ hội để có thể tung được cú dứt điểm. Vẫn còn không vào. Qua người. Có cơ hội dứt điểm thứ hai. Qua người quá hay dứt điểm. Một tình huống dứt. Anh ơi.
nay đủ đôi luôn. Đi đi nhá. Đạp với sân. Kéo dài em, kéo ra, kéo ra em. Không cởi áo em ơi. Em kéo cái ô ra. Cái thằng này. Anh ấy được. Vẫn được vào răng ra rồi. Được vào mà sân sau nghỉ đó tấm trận. À, không, Tài ơi, giấu một người đi. Thế Sơn vào, Sơn vào. Đấy, thì bây giờ bị đỏ rồi. Sao chứ? Em quên. Chưa quân gì. Ơi, quân ơi, quân ơi, kéo về hạng một. Anh ra, anh cũng làm giá. Anh ấy, cho em nhờ tiên một cái thẻ. Kéo hạng về nhá. Thôi thôi, nhường họ luôn. Đang là cầu thủ bên phía Hưng Lộc. Gạch đi, có phải gạch không? Không, thẻ đỏ là 2 ông ra rồi. Thẻ đỏ là 72. 72 thẻ đỏ. 72 đúng không? 72 thẻ cái này có thật thay được không? Không, cái này phá đi. À, biết thẻ đỏ làm sao thẻ đúng không? Thôi, đã xong quá, xong rồi, đã xong quá thôi. Nhà bỏ đi. Bỏ đi đây, không đây, không đi đâu. Không có trong thay được. Về, về, sâu hết. Thẻ đỏ rồi. Đội bóng không thành công. Không lấy nữa, về đi, nhường đi. Đấy, hai thẻ đỏ đi. Nhường đi không ạ? Nhường đi, về hết đi. Nhường em ơi. Về hết đây, không còn nhường thì ra về hết đi. Đúng theo, một con anh mới nói bảo có mặt trên tất cả các loại thẻ. Đi bàn các thứ, cái gì cũng có. Tranh chấp rất quyết liệt dành cho cả hai đội. Cơ hội. Và có tiếng gọi trọng tài vang lên, một tình huống phạm lỗi ở một vị trí quá nguy hiểm dành cho cầu thủ Lộc Sơn. Cầu thủ Lộc Sơn đã để một tình huống phạm lỗi quá nguy hiểm. Một tình huống phạm lỗi mà các cầu thủ Lộc Sơn sẽ phải chịu cho mình một tình huống đá phạt ở một cự ly nguy hiểm. Tự tin ăn đi. Với quả đá phạt này hoàn toàn cầu thủ Hưng Lộc có thể có cho mình bàn thắng tiếp theo. Có thể là bàn thắng thứ 7. Hoàn toàn có thể là một cú dứt điểm thẳng khi mà góc sân là quá rộng. Phối hợp không thành công. Vẫn còn. Đến bóng ngược lại dành cho cầu thủ bên phía Lộc Sơn. Nào thủ Long nào. Đó không mà vẫn nhiệt huyết. Nằm xuống. Bắt đơ thoải mái. Tốt em ơi, chạy chỗ tốt. Tài nhanh. Quả người tốt. Cơ hội dứt điểm. Quá đồng đội trong tình huống vừa rồi. Hoàn toàn có thể một cú dứt điểm. Về đây, về đây. Xong tình huống là về đây. Mọi người lại mới nhìn. Về sau. Rồi hết rồi. Đội mình đã 6-7 đã lên 30 phút được. À, bóng an toàn. Đó là thẻ vàng đây, thẻ đỏ cơ mà. Dứt điểm. Một tình huống bắt ngay bóng sống bước 1. Cầu thủ bên phía Lộc Sơn giờ đây họ đang được chơi hơn người nhưng thế trận vẫn là quá khó dành cho đội bóng áo xám. Đưa bóng vào trong. Không thành công. Tính hai thẻ vàng một thẻ đỏ. Tính
khi mà chết à? Không, không, tính thế chết. Tính là tính hai thẻ vàng. Hai thẻ vàng. Hai thẻ vàng. Thì đấy, ai tính thẻ đỏ? Không thành công. Ừ. Dứt điểm không thành công. Chậm lại vào đá, chậm lại vào đá. Còn 3 phút rồi. Tốt em, tốt em, quan sát tốt. Văn Ngọc. Cắt bóng tốt. Trận đấu chắc chắn gần như chiến thắng thuộc về đã thuộc về dành cho thủ Hưng Lộc. Khi mà khoảng cách của trận đấu bây giờ là quá xa. Dứt điểm. Vẫn chỉ là một cơ hội nguy hiểm dành cho thủ Lộc Sơn mà thôi. Quá nguy hiểm. Tài hoàn toàn thể rút ra một chiếc thẻ trong tình huống này. Chắc chắn trọng tài em sẽ phải suy nghĩ rằng có nên rút một chiếc thẻ ra trong tình huống quá nguy hiểm vừa rồi hay không. Nhưng có lẽ rằng đó chỉ là một tình huống nhắc nhở của trọng tài mà thôi. Một quả phạt thuộc về dành cho các cầu thủ bên phía Lộc Sơn. Đá phạt nhanh. Mất bóng. Của hai người. Và có một quả phạt thuộc về dành cho thủ Hưng Lộc. Đức và thay Ngọc đi được. À, thay đi được. Thôi. Còn 2 phút nữa thôi. Còn 2 trận nữa, 2 nghỉ. À biết bốn đứa nghỉ. Bên này Linh Linh với tứ bay vẫn Linh còn khá khó chịu. Dứt điểm. Nếu mà phản lưới thì là ghi bên nào? Phản lưới ghi bên đây hay ghi bên đây? Ví dụ ấy mình ký hiệu vào được không? Ờ thì biết rồi nhưng mà phải ghi bên nào? Không là ghi bên ghi bàn rồi. Ghi bên ghi bàn rồi ghi phản lưới. Ghi thêm phản lưới thì mình phải ghi nó riêng một ô, nó là một đặc biệt. Mà khó phản lưới lắm. Cơ hội lên bóng dành cho cầu thủ Lộc Sơn. Dứt điểm không vào. Vẫn chưa để có bàn thắng dành cho các cầu thủ Lộc Sơn. Quá đáng tiếc. Chưa đúng đâu. Bao nhiêu anh? 58. Thủ sớm mẹ. Mình đói lắm này.
Bóng dành cho cầu thủ Lộc Sơn. Đường chuyền dài. Và đồng thời lúc này thì tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài chính cũng đã được vang lên. Chúng ta sẽ cùng xin tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả ở những trận đấu tiếp theo.